Bộ Y tế vừa yêu cầu các địa phương, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Y tế tăng cường quản lý chất thải y tế và chất thải trong phòng chống dịch COVID-19 và báo cáo việc thực hiện về Bộ trước ngày 14 tháng 5. Yêu cầu nêu rõ Sở Y tế, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ tăng cường phổ biến chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức thực hiện công tác quản lý chất thải y tế theo đúng các quy định, báo cáo tình hình quản lý chất thải y tế trong phòng chống dịch COVID-19. Sở Y tế phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở ngành liên quan xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế, nước thải y tế trên địa bàn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong các cơ sở y tế, việc vận chuyển, xử lý chất thải y tế, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.